người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ, sa thủ, lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư Tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử con. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư Tôn Đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính xin thượng tọa Minh Hạnh đã thay mặt tăng truyền tâm quy bác quan trai giới cho hàng Phật tử. Kính cảm ơn sức Huệ Ngọc đã thay mặt giới tử và bác quan trai. Tiếp tục chương trình. Hôm nay là Chủ nhật 6 tháng 10, 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Kinh Matthima Nikaya và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Sapa Wasawa Sutta. Tiếp theo, từ câu 42 đến câu 45, Sĩ và Thượng Tòa Tiệt Siêu giảng giải. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Tha Ya. Thưa bậc cô lành giáo nguyện, năm một cái thời gian kính thưa tòa tuệ siêu kính bậc chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Hôm nay chúng ta bước sang một cuộc kinh tất cả bạn và thưa quý vị, có một điều mà chúng ta thấy rõ ràng ở trong kinh điển, khi mà chúng ta tu tập thì cũng với cái tinh thần gọi là tiến thủ, tức là có tiến có thối, có công có thủ, có cách này cách kia, chứ không có quan niệm một chiều. Quan niệm một chiều là quan niệm rất là tai hại. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là đối với các lậu hoặc, như là những bài học trước, có những lậu hoặc phải do sự hiểu biết đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng, có những lậu hoặc mà ở đây chúng ta nói đến sự tránh né. Khi mà nói đến tránh né thì mới nghe một cái cảm tưởng như là đó là một thái độ sợ hãi, đó là một thái độ không có đại hùng đại lực. Nhưng mà thứ gì thì không phải như vậy. Khi mà chúng ta đọc vào đoạn này thì chúng ta thấy rõ rằng là một người có trí là người hiểu biết rằng có những thứ mà chúng ta nên tránh, giống như là tục ngữ chúng ta có, thành ngữ của chúng ta có câu là tránh voi chẳng hổ mặt nào. Ở trong trường hợp này có những gì cần nên tránh, cần tránh thì cứ tránh thôi. Mời quý Phật tử nghe phần chính kinh và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu vì giảng sư của chương trình ngày Chủ nhật sẽ giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bụt Tha Ya, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học. Vậy thì con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, Sapa Sawa Sutta, câu 42 đến 45. 42. Thế nào là lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Có những lậu hoặc hoặc phiền não đến từ những nguy hiểm phiền phức tai bay quả gửi, lẽ ra có thể tránh được nếu cẩn trọng, đó là lậu hoặc do tránh né đoạn trừ. 43. Những gì nên tránh né được đề cập trong bài kinh này. Tất nhiên có nhiều thứ trong đời sống thực tế cần tránh né. Những gì được đề cập trong chánh kinh nêu lên một số tiêu biểu.
thú vật nguy hiểm, voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, rắn rết. Những nơi dễ sanh tai nạn, bụi rậm, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước trơn trượt. Những nơi không thích hợp cho một người đàng hoàng, chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai vãng. Những người ác xấu, thành phần bất hảo, nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường. 44. Thái độ tránh né có thể bị hiểu lầm là thiếu can đảm chăng? Liều lĩnh, bất cẩn, thiếu suy nghĩ, không thể xem là can đảm. Né tránh những đường nguy hiểm, phiền lụy để không gây phiền não cho mình và người chung quanh không phải là thái độ yếu đuối. Sống với thái độ hiểu biết thực tiễn là biểu hiện của bậc trí tuệ. Đó là điều được dạy trong bài kinh này. 45. Có lập luận là nếu không thân cận kẻ ác, nếu không thân cận kẻ ác thì làm sao độ kẻ ác thành người thiện? Điều này được hiểu Phật pháp như thế nào? Cảm hóa kẻ ác và thân cận kẻ ác là khác nhau. Thân cận là ưa thích giao du qua lại, hơn nữa cũng phải luôn tự hỏi là bản thân có đủ nội lực để cảm hóa kẻ ác hay bị người ác xấu ảnh hưởng. Nếu nhận thức một cách thành thật là mình đang trong tình trạng gần mực thì đen, thì cách tốt nhất vẫn là xa bạn ác, gần người lành. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Anh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ lễ giáo, kính lễ chư Thiên Văn Đệ Tịnh Phật. Kính chào chư Tôn Đức Phật, kính chào tất cả quý Đồ Hữu Phật tử. Giáo pháp của Đức Phật là giáo, là một cái đường lối giáo dục toàn hảo. Lời dạy Đức Phật là lời dạy thiết thực khi chúng ta có cuộc sống tốt đẹp. Nếu như chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật và nếu chúng ta có trí tuệ để quán thấy, ở đây chúng ta biết ở trong cuộc sống của chúng ta có những thứ mà nó đem đến cho chúng ta một cái sự nguy hiểm chúng ta không lường được, hay là đem đến chúng ta cái sự phiền phức phiền toái mà chúng ta không muốn. Nhưng mà chúng ta sẽ không có cái thể mà chúng ta xử lý nó, không có thời gian, hay là không có một cái phương thức để mà chúng ta xử sự với hoàn cảnh đó. Thì như vậy tại sao những cái trường hợp đó chúng ta không có né tránh? Cho nên ở đây Đức Phật này đã dạy cho chúng ta một cái
cách để diệt trừ những cái phiền não. Là bằng cái sự né tránh. Chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta phải đương đầu thì chúng ta mới có đủ cái nghị lực trong cuộc sống. Nào là có lửa mới thử được vàng, gian nan mới thử sức, vân vân. Tất cả những cái điều đó chúng ta áp dụng ở một cái phương, ở một khía cạnh khác thì đúng. Nhưng mà ở một cái góc độ tu tập thì cái đó không đúng. Bởi vì có những lậu hoặc phiền não nó đến từ những cái sự nguy hiểm, thì chúng ta phải tránh né những nguy hiểm đó. Có những lậu hoặc phiền não mà nó đến từ cái phiền phức tai họa, lẽ ra chúng ta có thể tránh được, nhưng vì chúng ta không tránh thì đến chừng lúc mà chúng ta hiểu ra thì đã muộn rồi, chúng ta hối tiếc thì đã muộn rồi. Như chúng ta đi ra đường, xe cộ chạy, thấy xe ở đằng kia nó đi đến, chúng ta nên né qua một bên để nhường cho nó chạy trước đi. Thì như vậy chúng ta bảo toàn được mạng sống. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể lao mình vào trong đó, xe nó sẽ dừng lại, thì thưa quý vị, cái trường hợp này thật là ngu xuẩn. Cuộc sống của chúng ta không thể nào mà chúng ta có được một cái sự may mắn ở đâu. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta một cái phương pháp, một trong bảy phương pháp, là có những cái thứ phiền não lậu hoặc phải do né tránh đoạn trừ. Thì bây giờ chúng ta né tránh cái gì, thưa quý vị? Trong bài kinh, Đức Phật đã mô tả rất là rõ ràng, cũng như trong cái bài tóm lược để trả lời những câu hỏi, thì ở đây chúng ta thấy cũng rất là rõ. Trước hết là những cái thú vật nguy hiểm. Ở trong bài đoạn kinh này thì mọi người cũng có mô tả. Như là tránh né voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, rắn, khúc cây gây gốc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, dụng nước. Nếu mà chúng ta không có né tránh cái chỗ đó thì chúng ta gặp cái sự nguy hiểm, thú dữ tấn công. Hay là chúng ta té rơi xuống vực núi hố sâu, ao nước chết. Hay là chúng ta trật
ngã xuống trên vũng nước, gãy tay gãy chân, lúc đó thì chúng ta không làm anh hùng được nữa. Cho nên không thể nào mà chúng ta nói rằng những cái thứ này chúng ta phải đương đầu, phải thú vật nguy hiểm thì phải tránh. Rồi những cái nơi dễ những cái nơi mà không có thích hợp cho một người đàng hoàng cái chỗ này chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng nếu mà không có đi vào ở trong lột xanh thì làm sao mà có thể tiết độ được, vâng vâng, đừng có nói như vậy. Là những cái nơi đó nó làm cho chúng ta bị phiền toái, nó làm cho chúng ta bị cát trí, có cái sự đột vực do thấy do nghe hay do nghi. Thì trong trường hợp của chúng ta có cái thời giờ đâu để mà chúng ta biện bạch hay thanh minh, chúng có thời giờ thì cái việc tốt nhất là chúng ta phải né tránh những cái chỗ đó. Một vị tỳ kheo tu tập ở trong luật gọi là Vuchara Sampanno, tức là thành tựu cái hành xứ. Cái hành xứ của vị tỳ kheo là ở những nơi mà nó tương thích, nó xứng đáng. Thí dụ như là một vị tu sĩ thì chúng ta đi đến cái chỗ ở tu sĩ, đi đến cái chùa chiền, đình miếu, đền thờ miếu mạo, những cái chỗ đó chúng ta qua đêm, chúng ta lui tới những cái chỗ đó thì cũng tốt. Nhưng nếu mà chúng ta đi đến những cái nơi chúng ta ngồi ở trong một cái quán bar, ngồi nghỉ chân ở nơi một cái sòng bạc, hay là một vị tỳ kheo mà đi vào ở trong cái chỗ lầu xanh gái điếm mà vị tỳ kheo ngồi đó thì chắc chắn là sẽ bị lôi kéo chát. Cho nên một vị nữ cái Vuchara Sampanno là vị đó sẽ không có đi đến những chỗ như vậy. Quý vị biết ở bên Thái Lan khi mà chúng tôi đi qua bên kia, Thượng Bà Nhất Đẳng cũng căn dặn nhắc chở giải thích cho nghe có những nơi như ở bãi biển, chỗ mà người ta tắm ăn mặc hở hang, người nam hay người nữ họ chỉ mặc bikini thôi, thì ở chỗ đó là người ta nghiêm ngặt cấm hẳn các vị tu sĩ không có đi tới. Để chi gì? Trước nhất là đi cái hình thức của một người tu mà đi đến thì có nước kỳ. Rồi đây những kẻ không có niềm tin, những người không có niềm tin họ có thể biết nhẹ xuyên tạc, rồi nó phiền phức nữa. Mà tự bản thân của vị đó cũng thấy ngượng ngạo, ngượng nghiệp lắm.
Cho nên tránh được mấy cái chỗ đó là tốt. Khi người ta cấm như vậy đó, thì cái điều này là một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ, thì chúng ta đi đến đó chúng ta nên cảm thấy hoan hỷ khi một đất nước quốc giáo mà họ hiểu được cái lực thu thúc của các vị tỳ kheo, các vị tu sĩ. Họ làm như vậy thì cái điều cũng hay. Cho nên những cái chỗ ngồi, những cái chỗ nằm, những cái chỗ lai vãng mà không xứng đáng với cái người đàng hoàng, thì cái chỗ đó chúng ta cần phải tránh né. Còn một trường hợp nữa là những người ác xấu, những bạn bè ác độc, nếu gieo du mà bị các bạn đồng phòng hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường, thì đây là những bạn, những người mà mình nên tránh né. Bởi vì tánh tương cận tập tương vi, khi mà mình gần gũi giao du với kẻ xấu, kẻ ác, thì nó chỉ có hại chứ không có lợi. Trong kinh Đức Phật này, trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy rằng, nếu không tìm được bạn đồng hành có phẩm hạnh tốt hơn mình hoặc bằng mình, thà quý sống một mình, đừng có bè bạn kể ngu. Và Ngài cũng có dạy rằng là nên thân cận với bậc trí, nên tránh xa với kẻ ác, kẻ xấu, kẻ ngu, thì như vậy mình sẽ được an lạc. Asipana chapalanan, không thân cận kẻ là phúc lành do thượng, là niềm kiến thường. Bởi vì khi mà chúng ta thân cận với kẻ ác, với cái người ác xấu, người ác quấy, kẻ ác họ có thể họ bất chấp thủ đoạn và họ giết hại mình để mà họ cướp lấy cái gì đó. Cho nên thân cận với kẻ ác là tính mạng bị đe dọa, tài sản bị đe dọa, danh dự bị tổn giảm, đạo đức bị suy sụp. Danh dự bị tổn giảm là người phương Tây họ có câu ngạn ngữ, người ta nói rằng bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Người ta nhìn mình chơi với bạn bè ra sao thì họ có thể biết mình là người tánh như thế nào. Bởi vì từ xưa đến nay hả, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ có người xấu á thì mới thích giao du với kẻ xấu, chứ còn người tốt họ không bao giờ thích giao du với kẻ xấu.
Cho nên khi mình thân cận với họ là danh dự bị tổn giảm. Hoặc cũng ví như là khi mà ta đứng gần một cái đống phấn, người ta đi qua đi lại, người ta bên mũi, người ta xoay mặt chỗ khác, người ta phun nước bọt, người ta tránh tránh xa mà. Lúc đó mình đừng có cho rằng tại sao mà khinh khi tôi được. Không phải, người ta gớt đống phấn, mà tại mình đứng gần đống phấn thì mình bị quạ lây. Cái trường hợp rất là dễ hiểu thôi. Khi mình thường chơi giao du với kẻ xấu, đến chừng cái lúc kẻ xấu đó mà nó gây ra tai họa hay là nó phạm pháp, thì cảnh sát bắt đến bắt. Một là kẻ xấu đó nó có thể khai mình là đồng phạm, có thể kéo mình vào cuộc. Hoặc là sau khi họ điều tra, họ biết được mình có giao du với người này, thì thế nào họ cũng bắt mình, mời mình ra tòa, đến đồn cảnh sát để họ lấy lời khai. Nó phiền toái lắm thưa quý vị. Rồi thứ tư nữa là khi mà mình chưa thân cận giao du với kẻ như với bạn ác xấu, thì đạo đức mình bị tổn giảm. Xưa kia có cái câu chuyện mà Đức Phật kể về cái sự thân cận với kẻ ác là ảnh hưởng, do ảnh hưởng do cái sự thân cận. Tại một khu rừng kia, giông bão thổi đến, cái tổ két nó bị rơi xuống, và một con két nó bị rơi vào cái sào biển. Nó không đủ lông đủ cánh, nó bay, nó rơi vào gió thổi, nó rơi vào cái sào quyền của bọn cướp. Còn một con két, két con thì nó rơi vào cái địa phận thuộc về các vị đạo sĩ. Thì những vị đạo sĩ đó nuôi và chăm sóc con cát và dạy cho nó điều hay lẽ phải, biết nói tiếng người, biết chào người, chào khách của mình, lúc nào cũng hiền thiện. Còn một con cát rơi vào sầu nguyệt bọn cướp, thì sầu nguyệt đó, những tên cướp cũng nuôi con cát và nó dạy dỗ cho để cắt canh gác và báo động hay là thông tin có người đi qua đường để mà bọn cướp nó xông ra đánh cướp. Một ngày kia, đến vua Ba La Nại đi săn bắn, sợ vua lạc đường, lưng cửa đi ngang qua cái sở quyền của bọn cướp, thì con cát nó kêu là nổi và nó nói được cái người, nó kêu một lúc ra có người đi ngang qua, thì bọn cướp xông ra. Ông vua ông sợ quá, ông cố gắng phi ngựa thoát thân, liền khi đó chạy qua cái địa phận của các vị đạo sĩ, cho nên ông thoát. Và lúc bây giờ con két mà do các vị đạo sĩ nuôi dưỡng đó, con két đó mới mời chào khách, và đã mời khách vào uống nước nghỉ chân. Thì vua ổng lấy lại bình tĩnh và ổng đi vào ở trong cái khu tịnh thất của vị đạo sĩ, và được vị đạo sĩ cho thức ăn thức uống, tiếp đãi một cách ân cần. Đức vua mới hỏi vị đạo sĩ
Tại sao loài bằng cũng đồng thời đồng loại két, nhưng mà két ở bên kia thì nó quá hung dữ và nát vụn, nay nó hiền. Thì vị đạo sĩ đó là tiền thân của Đức Phật, vị đạo sĩ Bồ Tát cho biết rằng là cái tâm của chúng sinh nó ảnh hưởng do cái sự thân cận. Thân cận với cái người hiền thì nó hiền, mà thân cận với người hung dữ thì nó hung dữ, có gì đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng phải né tránh những cái người bạn hung dữ. Thì cái cách mà chúng ta né tránh như vậy đó là một điều rất tốt. Chẳng những cái bài kinh này mà những cái bài kinh khác, như trong kinh Pháp Cú hay là trong kinh Bổn Sanh, thì cái chuyện đó là Đức Phật nói đến rất là nhiều, và chuyện rất là nhiều. Mà nhất là đối với vị tỳ kheo, khi mà thân cận với những thành phần bất hảo, ác xấu, thì bị các bạn đồng phạm hạnh có trí khinh thường hoặc là nghi ngờ. Như vậy trong trường hợp này nó cũng chẳng có lợi ích gì. Và thưa quý vị, lại có một vấn đề khác được nêu ra là nếu mình có cái thái độ tránh né, có thể bị hiểu lầm là nhút nhát, là thiếu văn đạo. Không, thưa quý vị, cái người nhút nhát thiếu can đảm những cái chuyện không đáng né tránh mà họ lại né tránh, chẳng hạn như khi mà làm việc có lợi ích cho thể hay cho cộng đồng mà họ lấn nặng tìm nhẹ, hoặc là họ hay né tránh những cái bậc trí thức, bởi vì hễ mà gặp đó, hay dạy bảo hay quở trách, cho nên họ né. Thì cái thái độ né tránh đó là cái thái độ mới là dư dự, cái thái độ đó mới đem đến cái sự bất lợi cho họ, thiệt thòi cho họ. Còn cái thái độ né tránh một cách hợp lý, để thái độ đó là độ của người trí, biết rõ cái sự tiến, sự thối, ở đây có ba cái trí tuệ gọi là kosala, tức là cái trí tuệ thiện xảo. Ai với cô sa lát là thị xảo tăng ích, a bài với cô sa lát là thị xảo tổn giảm, và bài với cô sa lát là thị xảo phương tiện. Thế nào gọi là thị xảo tăng ích? Người có trí tuệ đó, sẽ biết rõ khi ta tác ý cái điều này, tác ý pháp này thời sẽ làm cho những ác pháp mà chưa sinh khởi nó không sinh khởi, những ác pháp đã sinh khởi nó đi đến chỗ bị tiêu diệt.
những thiện pháp chưa sanh được sanh, và những thiện pháp đã sanh nên được tăng trưởng, được lớn mạnh. Thì khi mà có trí tuệ biết như vậy đó, thì bậc trí có một cái trí tuệ kế tiếp gọi là upaya kosala, tức là biết làm như thế nào để tiếp tục tác ý cái pháp này, bởi vì cái pháp này có lợi, nó làm thật tiếc quá. Thì như vậy là gọi là thị xảo phương tiện. Lại nữa, cái trí tuệ mà hiểu được rằng là khi ta tác ý pháp này sẽ khiến cho những thiện pháp chưa sanh không sinh khởi, những thiện pháp đã sanh rồi bị suy sụp, bị mất đi, và những cái thiện pháp chưa sanh thì nó sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh nó được lớn mạnh. Bậc trí phải biết rõ như vậy. Cho nên cái bậc trí ở trong đời biết tiến biết thối, biết cái nào nên thân cận và cái nào nên tránh né, biết như vậy cho nên bậc trí mới có sự an lạc và mới đi đến cái chỗ đạt được cái chỗ thanh tịnh. Có những người ở trong đời này họ tỏ ra như mình là một anh hùng, nhưng mà cái thứ anh hùng rơm đó thưa quý vị, đến chừng gặp tai bay quả gửi hay là bị điêu đứt khổ sở thì lúc bây giờ họ mới thấy cái sự dạy dỗ của mình. Cái thái độ can đảm là cái thái độ của một người biết kham nhẫn chịu bằng trí tuệ, biết phải đối đầu với cái trường hợp nào để có thể tiến hóa. Cái đó mới là cái sự can đảm. Còn nếu như gặp những cái hoàn cảnh nó không có đáng, mà đối đầu thì nó, cái đó nó không tốt thôi. Trong cái bài kinh sợ hãi, trong cái bài kinh khu rừng, trong bài kinh khu rừng, Đức Phật Ngài có dạy các vị tỳ kheo rằng khi một vị tỳ kheo sống ở tại khu rừng nào, tại ngôi làng nào, thị trấn nào, hay là thân cận với một người nào, mà khi nhận thức được rằng khi ta sống ở đây thân cận với người này, thời những cái thiện pháp của ta nó bị tổn giảm, các lậu hoặc chưa đoạn trừ thì không được đoạn trừ, tâm chưa định tĩnh thì không được định tĩnh. Này các tỳ kheo, khi biết thấy như vậy thì phải bỏ đi lập tức, tránh xa lập tức. Cho dù ở chỗ đó lợi lộc phát sanh dễ dàng, hay thân cận với người đó mình lợi lộc phát sanh như y phục vật thực trú xứ và thuốc trị bệnh, nó dễ dàng khó nó được dồn vào cũng phải bỏ đi. Tại sao vậy? Là tại vì cái sự tu tập của chúng ta là chỉ mong đem lại cái sự tiến hóa, đem lại cái sự an lạc tinh thần và an lạc giải thoát.
Mà chúng ta cố gắng chúng ta ở đó vì lợi lộc, nhưng mà ở chỗ đó không đặng tiến hóa thì nó đi trái ngược với cái mục đích, cái lý tưởng ban đầu. Cho nên chỗ đó là chúng ta né tránh. Thì cái sự né tránh đó là tốt thôi. Đâu ai chê trách mình là người thiếu nghị lực đâu. Nếu mà cái chỗ đó vì có lợi lộc được dồi dào, được đầy đủ, được sung mãn, mà cho dù tu tập mà có lưu sụp, mình cũng cố gắng ở lại vì lợi lộc đó. Cái này bậc trí còn chê cười chúng ta nữa, chứ không phải là khen ngợi chúng ta đâu. Cho nên những cái chỗ đó đối với người đó là mình phải né tránh. Khi mình biết được rằng là ở gần với người này, hay ở tại cái chúng xứ này, khu rừng này, đàn hạt này, mà các lộng hoặc chưa đoạn trừ, không được đoạn trừ, tâm chưa định tĩnh, không được định tĩnh, thì nên bỏ đi lập tức. Cho dù dồi dào lợi lộc, huống chi huống hồ là cái chỗ đó thiếu thốn người chết, càng bỏ đi sớm. Lại nữa, Đức giải thích này các tỳ kheo, khi vị cao sắp ở tại cái khu rừng nào, một ngôi đàn nào, thị trấn nào, hay là thân cận với một người nào, mà vị tỳ kheo đó nhận thức được rằng khi sống ở tại cái trú xứ này, thân cận với người này, ta được tiến hóa, những thiện pháp được tăng trưởng, các cái lục hoặc chưa đoạn trừ được đoạn trừ, tâm chưa định tĩnh được định tĩnh, thời này các tỳ kheo phải ở lại, phải thân cận với người đó. Cho dù ở lại chỗ đó hay thân cận với người đó, khó khăn về vật chất, thiếu thốn về vật chất, về nhu cầu, không dễ dàng để sống, về vật chất cũng phải ở lại, huống chi là nếu được đầy đủ về vật chất. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình tu tập mục đích là để được an lạc, mục đích để được tiến hóa, mục đích để được giải thoát, mà khi ở nơi nào, thân cận người nào mà tiến hóa được rồi, thì chỗ đó cho dù thiếu thốn nghèo khổ chúng ta cũng phải ở lại, vì tỳ kheo phải ở lại. Bài kinh đó cũng để chứng minh cho chúng ta thấy ở đây cái vấn đề các lục, có một số lục còn cần phải được đoạn trừ do tránh né, thì chúng ta thấy rõ ràng. Và khi mà chúng ta sống như vậy đó, không phải là chúng ta thiếu sự can đảm đó, mà đó là cái sự khôn ngoan. Vì có những người họ nghĩ là họ không có Đức Phật, cho nên họ nghĩ rằng ở những cái chỗ đó họ phải đương đầu, họ phải tỏ ra hình là người có đầy đủ nghị lực để đối phó. Nhưng mà thưa quý vị, thật tức cười khi mà chúng ta đi ngang qua một cái con đường đó trong cái ngôi làng đó. Nhà đó có mình nuôi con chó dữ, nó nhào ra, nó sủa, nó cắn. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là nếu mà chúng ta không đứng lại, không gầm gừ với nó, không gầm gừ với con chó, thì tỏ ra làm thiếu can đảm. Cho nên mình đứng lại, mình dậm chân,
mình gầm gừ với con chó, hễ chó sủa thì mình cũng sủa theo, mà mình cho rằng mình là người can đảm, là người đảm được, thì cái trường hợp đó là tức người lắm thưa quý vị. Cái đó là chúng ta phải né đi, phiền lắm. Để bảo toàn cái tính mạng của mình, cái sự an nguy của mình, thì chúng ta nên né tránh, né tránh để cho dữ đó. Thì như vậy là tốt, không ai cười mình đâu. Như cái câu người ta nói tránh voi không hổ mặt nào, mình nhỏ bé mà con voi nó đang đi tới, mình nên tránh nó, không có ai nói mình liền nhút nhát. Trong cái vấn đề được đặt ra là cái thái độ né tránh có thể bị hiểu lầm là thiếu can đảm chăng, thì chúng ta nói rằng không thể nói như vậy được. Còn bây giờ đến cái vấn đề được nêu ra ở đây nè, cái việc mà chúng ta né tránh ghét có người họ cho rằng là nếu không thân cận với kẻ thì làm sao có thể độ kẻ thành người thiện. Thì thưa quý vị, cái điều đó chúng ta hãy đối theo tinh thần của Phật pháp. Cái chuyện mà chúng ta tiếp độ kẻ là cái chuyện khác, còn cái chuyện mà chúng ta giao du thân cận gần gũi kết hợp với kẻ là cái chuyện khác. Đức Phật Ngài biết rõ thứ cướp Anguli-pa-la là người có kiếp chót có duyên lành chứng quả là hắn trong hiện tại này. Cho nên mặc dù dân chúng có những người đi đường họ ngăn cản Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn xin Ngài chớ có đi con đường đó, con đường này dẫn đến khu rừng và nơi đó còn tên thứ cướp rất là hung dữ, giết người không gớm tạp. Đức Phật này không có đếm xỉa đến cái lời nói, Ngài vẫn đi. Ngài đi như vậy không phải là đi để thân cận với kẻ, mà Ngài đi đến đó một là để giúp cho Anguli-pa-la đừng có phạm vào một cái tội đại nghịch là giết mẹ. Thì tướng cướp Anguli-pa-la đã giết hết 999 người để lấy ngón tay út xỏ sâu làm tràn hoa. Nếu 1.000 người 1.000 ngón tay út bên phải đó, đem về cho ông thầy ông làm chú thuật thì Anguli-pa-la sẽ trở thành một người có nhiều quyền lực. Ông thầy cũng dụ như thế đó, nghĩa là mượn tay giết người bởi theo đàm tiếu xúi dục của các học trò đồng môn với Anguli-pa-la, ghen ghét Anguli-pa-la. Mà xuống vậy ông thầy nghĩ rằng nếu mà mình giết học trò thì mang tiếng, cho nên giờ phải bị nó nhẹ dạ, nó hay chạy theo cái tham vọng, thì thôi giờ sẵn đó mình kêu nó đi giết người để về làm bùa phép thì nó sẽ giết. Thì lúc bây giờ quan quân họ sẽ
tiêu diệt đó, mình khỏi phải mang khí, không thể xuống gì, ăn quy lên mái là không làm theo. Cho nên chỉ còn có một người nữa thì bây giờ người ta sợ quá, ai cũng tránh hết, kiếm một người rất là khó. Nhưng ngay lúc đó thì vua Bát Xê Na Đí cử đại binh để đi chinh phạt cái tên tướng cướp này. Thì mẹ em Kulapala mới lén trốn vào rừng để tìm gặp con trai, bảo con trai đại quân kéo tới hãy trốn đi. Thì Đức Phật đã biết được, ngài nói nếu ngài suy nghĩ nếu anh Kulapala giết mẹ đó, thì ngay trong kiếp hiện tại này nó mất đi cái cơ hội để đắc được đạo quả, bởi phận mình đại tội. Cho nên một ngày xuất hiện trước bà một bước, Angulipala không còn cân phân, kia là mẹ của mình nhưng mà đi đứng ở chỗ xa chút, còn ở gần mình nhất là Sa-môn, mà ta chỉ cần một người đó thôi. Angulipala rượt Đức Phật. Đức Phật đã dùng thần thông để cho Angulimala rượt. Ngài đi thông thả tự nhiên mà Angulimala rượt Ngài giống như rượt cái bóng vậy đó. Cuối cùng Angulimala bảo dừng lại thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng ta đã dừng lại rồi, ngươi chưa dừng lại thôi, ngươi còn chạy theo cái tham vọng mà sát hại sinh linh, ta đã dừng lại lâu lắm rồi. Angulimala tỉnh ngộ và quăng bỏ khí giới, cởi bỏ trạc hoa và ngón tay để theo Đức Phật về chùa và xin xuất gia, sau đó chứng A-la-hán quả. Sự tiếp độ kẻ của Đức Phật đó, chúng ta không thể nói đó là cái sự thân cận với kẻ. Còn khi mà chúng ta thân cận giao du với kẻ, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta sẽ tiếp độ kẻ, mà coi chừng là chúng ta bị gần mực thì đen bị ảnh hưởng. Trước khi mà chúng ta muốn tiếp độ kẻ là chúng ta phải có cái bản lĩnh về đức, chúng ta phải tự hiểu rằng mình có cái khả năng để mình cảm hóa người đó, người kẻ đó hay không. Chứ còn mình đi chơi với người ta, mình uống rượu với người ta, mình cờ bạc với người ta, rồi mình bảo người ta phải bỏ cờ bạc thì sao được. Mình uống rượu với người ta, mình bảo người ta hãy chừa bỏ cái thói uống rượu thì sao được. Mình gia nhập vào cái toán cướp để đi ăn cướp, rồi mình khuyên bọn lâu la hãy cải thiện hoàn lương làm sao được. Cho nên cái chuyện đó là vô lý chứ quý vị. Cho nên cái chuyện mà cái vấn đề mà nói rằng là không có thân cận với kẻ làm sao tiếp độ kẻ, cái đó là cái lời nói của một người không có trí tuệ, không có suy nghĩ. Cho nên cái lập luận đó là hoàn toàn là sai với cái tinh thần của đạo Phật, của Phật pháp. Thì ở đây đó, trong bài học ngày hôm nay, khi mà đề cập đến cái chi phần thứ năm là có những lậu hoặc phải do tránh né bị đoạn trừ, là chúng ta phải hiểu đây cũng là một cái phương pháp hữu hiệu trong cái việc tu tập của chúng ta, tức là người trí biết trí biết thối, biết trường hợp nào nên đương đầu kham dịch mà cái trường hợp nào phải tránh né, chúng ta phải hiểu rõ. Đối với Đức Phật thì cái chuyện mà ngài chuyện nào cần phải đương đầu thì ngài đương đầu, chẳng hạn như là Đề Bà Đạt Đa và suối vua Sà Thế phục rượu cho vô sai ở vô Nalagiri để nó đi trên đường và nó tấn công Đức Phật khi ngài đi xuất thực. Chư đệ tử của ngài, những bậc A-la-hán, các vị đã biết rõ
là Đức Thế Tôn ngài có thừa khả năng để tiếp độ Angulimala, cho nên ngài biết cái phận sự ngài không phải, cho nên ngài tránh đi. Trong khi đó đại đức Ananda thì là bậc hữu học thôi, không hiểu được Đức Thế Tôn, đứng cản ở phía trước. Đức Thế Tôn ngài bảo hãy đứng qua một bên và ngài đi tới. Ngài không có né, thưa quý vị, không có né vô dữ, ngài không có né tránh, vì ngài biết rõ ngài là ai. Một vị A-la-hán trên đẳng giác thì không thể nào chết do chúng sinh khác mà tàn hại được. Và Đức Thế Tôn là biết rõ Nalagiri Tôn Vô này hiện kiếp nó là bàn sân dư, mà nó đã phát nguyện thành Bồ Tát, trong tương lai sẽ trở thành bậc chánh đẳng giác trong 10 vị Phật ở tương lai. Cho nên Đức Tôn ngài có thể đứng lại, ngài đãi tâm từ, ngài dùng cái tâm từ để mà nghĩ tưởng với Angulimala, Nalagiri, mong cho Nalagiri được an vui. Với cái tâm từ của ngài truyền đến vô dược vô sai Nalagiri, khiến cho phương sai của nó tiêu tan. Lúc bây giờ tự nhiên nó hiền như là một con chó mà gặp chủ, gặp chủ nhà, nó ngoan ngoãn, nó đi chậm rãi đến trước Đức Phật và quỳ xuống, nó hút bụi dưới chân ngài và thổ trên đầu của nó. Và Đức Thế Tôn ngài đã có vài lời để phủ dụ nó, để khuyên bảo nó. Nó đứng lên và nó lặng lẽ lui về chỗ trú xứ của nó. Thưa quý vị, trong trường hợp đó là Đức Phật ngài đương đầu. Chúng ta đừng bắt chước ngài nghĩ rằng mình phải can đảm vậy nó đạp mình chết. Cho nên những gì mà Đức Thế Tôn bậc A-la-hán trên đẳng giác ngài dạy, những điều đó chúng ta phải biết rằng là có lẽ nếu chúng ta thực hành theo thì chúng ta sẽ thành công trong cái việc tu tập, nên chúng ta cần phải làm như vậy. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bài giảng của chúng tôi về cái đề tài hôm nay, có những lậu hoặc cần được đoạn trừ do tránh né. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng điều hợp cho buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Thưa kính trường, mà thưa Thượng Tọa Sư, ý nghĩa của bài học ngày hôm nay thì không phải là khó hiểu, nhưng mà chúng ta thấy rằng có nhiều người có cái quan niệm như vậy là hãy cái nghiệp mình ở đến, nghiệp mình đổ, thì cho dù mình nằm ở nhà thì tai nạn nó vẫn xảy ra, mà hãy như mà mình có phước nâng đỡ thì dù mình đi chụp vào chỗ nguy hiểm đi nữa đó thì nó cũng không sao hết. Đôi khi người ta sống cái kiểu người ta phó thác cho cái nghiệp, cái quan niệm về nghiệp, bởi vì họ nói rằng nghĩ mà nó đổ quả rồi mình né né cũng không được, đi lên và đi vào non, bay lên trời xuống biển thì cũng có né được. Thì có nhiều người quan niệm rằng cái sự cố gắng để mà tránh né những cái nguy hiểm đó, nó là một điều thật ra nó không có lợi ích gì hết. Tại vì mỗi người đều có cái số, như đôi giáp cũng có cái số, thì ai cũng có cái số riêng, thì cái quan niệm đó có Phật pháp hay không. Và rõ ràng là trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta có nói là có những cái chỗ nguy hiểm mà mình nên né tránh, thì xin Thượng Tọa Hoan Hỷ giải thích thêm về cái quan niệm này, là liệu rằng cái sự tránh né những nguy hiểm đó, nó có đi ngược lại với cái hiểu của nhiều người về tinh thần dự báo hay không. Cái tính không? Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị,
cuộc đời này không không phải là giống như là một canh bạc, và chúng ta phó thác cho cái sự hên xui mai rủi. Làm sao chúng ta biết được là chúng ta có phúc hay là chúng ta không có phúc? Làm sao chúng ta biết rõ là chúng ta có cái nghiệp chết hay là cái nghiệp không chết trong cái trường hợp đó? Chúng ta không biết rõ mà chúng ta đem cái mạng sống của mình để đánh một con, thì như vậy chúng ta là người thiểu trí chứ không phải là cái người có trí. Với lại là ở đây cái chuyện mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta né tránh đó, không phải vì tham sống sợ chết, không phải Ngài dạy chúng ta né tránh vì tham sống sợ chết, mà Đức Phật Ngài dạy Ngài nói rõ ràng là có những lậu hoặc cần đoạn trừ do né tránh. Những lậu hoặc ở đây là bao gồm luôn cả những cái phiền não, những cái sự phiền toái, những sự phiền phức không đáng để xảy ra, mà chúng ta làm cho xảy ra như vậy thì cuộc sống chúng ta làm sao mà an vui được. Cho nên chữ nào nghiệp thì chúng ta biết là do cái nghiệp đến. Còn khi mà gặp cái hoàn cảnh đó không để cho phiền não nó sinh khởi, cái ác lậu hoặc nó tăng trưởng, thì chúng ta nên né, nên né tránh. Cũng giống như là khi mà có một cái miếng vân hay là miếng đất mà từ ở xa nó bay vào con, nó bay đến con mắt, cái phản xạ tự nhiên là con mắt phải, con mắt nó chớp lại để mà đứng ngăn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có những trường hợp là bụi vẫn bay vào con mắt, dầu cho con mắt nó có chết, nhưng mà cái phản xạ tự nhiên là phải gì? Chúng ta tu tập ở trong cuộc sống gì? Đừng đem mình để mà chúng ta đánh cuộc với hoàn cảnh, với cuộc sống bằng cách sĩ. Hễ mà mình có né tránh hạn nghiệp đến thì nó cũng phải chịu vậy thôi. Còn nếu mà không có cái nghiệp đó thì mình nó sẽ qua thôi, nhưng mà thương thì không đâu. Những cái gì ở trong cái cuộc sống này mà nó xảy ra cho chúng ta, những cảm thọ khổ, những bệnh tật hay là những cái lời dẹp pha, cái tiếng thị phi, hoặc là những cái rủi ro té ngã vân vân, không phải mỗi một chút đều là do nghiệp ở trong quá khứ đâu. Thí dụ như bệnh tật, có bệnh nó phát sinh do vật thực ăn trúng độc, hay là nó không có hợp với cái thể trạng của mình. Có những bệnh nó phát sinh do thời tiết đổi mùa, thời tiết khác biệt, nóng quá, lạnh quá. Có những bệnh tật nó phát sinh do cái tâm phiền não
có những bệnh tật nó phát sinh do nghiệp ở quá khứ đánh đập đả thương chúng sanh khác, bây giờ bị hậu quả thân đau bị bệnh triền miên. Thì bây giờ trong bốn cái trường hợp đó, làm sao chúng ta biết là bệnh là do cái nguyên nhân nào mà chúng ta lại đánh phục? Khi mà gặp cái trời mưa đó thì mình phải kiếm chỗ trú mưa, chứ không thể nào mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà cái nghiệp của tôi không có bệnh đó thì dầu cho dầm mưa suốt cả ngày cả đêm cũng không có bệnh. Không phải vậy. Hãy mà dầm mưa là đương nhiên là cơ thể mình nó yếu, là vì thấm nước mưa cũng bị bệnh rồi. Bây giờ chúng ta nói hãy cái nghiệp mà phải chết vì trúng thực đó thì ăn mắc nghẹ cũng chết. Cho nên chúng ta ăn bừa bãi, gặp cái gì cũng ăn, thì như vậy là chúng ta chết, người ta kêu chết dại đó. Hồi nhỏ ông nội ông ngoại cha mẹ thường hay khuyên nhắc con cháu là ăn cái này đừng có ăn nha, ăn chết dại. Tới lớn lên mình mới hiểu được thế nào chết dại là tại gì. Mình quá ngu xuẩn, biết nó độc mà cũng ráng mà ăn. Giống như cái con ếch hay con nhái và con cóc, nó hay bắt những cái côn trùng bay tới. Mà nếu mà nó lè lưỡi ra mà nó bắt nhầm cái con bò xích lửa thì nó chết, nóng cái lưỡi, cháy cái lưỡi luôn. Bởi con bò xích lửa thì dữ lắm thưa quý vị. Ở quê quý vị phải biết, cho nên phải né tránh. Con trâu con bò thưa quý vị, nói về là xanh đó, mà nó đi ăn cỏ mà quý vị thấy rằng có những thứ cỏ thì nó ăn sát rễ luôn, nhưng mà có những thứ cỏ một tràn lan như vậy mà nó không bao giờ ăn. Tại sao vậy? Là tại vì nó biết cái bản năng của nó biết cái thứ này độc, ăn vào sẽ chết, cho nên nó ăn. Loài vàng xanh nó cũng còn biết tránh né như vậy, tại sao chúng ta không biết tránh né? Rồi thưa quý vị, có những cái bệnh mà nó phát sinh do phiền não, chúng ta lo lắng ưu tư nhiều, lo nhiều thì chúng ta sanh ra cái bệnh bao tử, hay là chúng ta sợ hãi nhiều thì chúng ta sanh ra bệnh tim v.v. Thì ngày nay y học người ta cũng chứng minh cái điều đó rõ ràng, cái tâm của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng cái bệnh. Bởi vì trong trường hợp mà chúng ta bị bệnh mà do chúng ta lúc rài, tại sao ăn uống không được, chúng ta cái thần kinh chúng ta nó bị giật, nó bị tổn hại là do chúng ta ăn không được, ngủ không được. Mà ăn không được ngủ không được đó là do chúng ta có cái chuyện lo buồn sợ hãi, bị thiếu nợ thiếu đần, hay là bị kẻ thù nó hăm dọa, nó ám sát, nó khủng bố, cũng lo nghĩ như vậy sanh ra bệnh chứ có chuyện gì. Thì trường hợp đó làm sao chúng ta dám bỏ mặt đi đương đầu? Còn cái bệnh mà vô nghiệp đó thưa quý vị, thì cái trường hợp đó chúng ta mới giải quyết bằng cách khác. Cho nên ở đây nhé, đừng bao giờ chúng ta đem mình để mà chúng đánh phù. Khi mà gặp cái chuyện nguy hiểm trước nhất đó, là chúng ta hãy suy nghĩ rằng cái chữ nguy hiểm này, cái con vật nguy hiểm này, cái chỗ nguy hiểm này, cái chỗ không xứng đáng này,
nó có thể là nguyên nhân để đến sự phiền toái phiền phức và làm cho tăng trưởng lậu hoặc của ta. Như vậy thì chúng ta nên né tránh nó đi. Còn cái chuyện mà tận hiện nghiệp với tri tì nghiệp, khi mà chúng ta cố gắng chúng ta né tránh rồi đó, mà rắn nó cũng cắn mình, hay là cọp nó vẫn vô mình, thì trong trường hợp chúng ta mới biết rằng cái này là cái nghiệp. Còn hãy chúng ta nghe nói cái khu rừng đó có nhiều rắn, có nhiều cọp beo, thì chúng ta nên né tránh khu rừng đó. Chỗ cái nhà đó có chó dữ thì chúng ta nên né tránh, chúng ta đi ngõ khác. Chừng nào chúng ta đi ngõ khác mà cũng gặp nó, con chó dữ nó thình lình nó cắn mình ấy, thì trong trường hợp thì chúng ta cũng mãn nguyện, là tại vì chúng ta biết né tránh nhưng mà né tránh không khỏi cái đời cái nghiệp. Cho nên trước nhất là chúng ta cần phải hiểu rằng có những cái nguyên nhân, nếu không né tránh thì nó sẽ sinh ra phiền toái phiền phức với sự đau đớn, có thể là đưa đến tổn thất lớn là chết, thì mình phải né tránh để bảo toàn cái thân này, tu tập bảo toàn cái tâm này để mà chúng ta được an vui. Chừng nào mà cố gắng hết sức luôn né tránh rồi nhưng mà nó vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng cái này mới do nghiệp. Còn khi mà chúng ta chưa có né tránh mà nó xảy ra cho chúng ta, thì lúc chúng ta đừng đổ thừa do nghiệp, mà chúng ta phải xét lại nhân khác. Tự nhiên ngủ sáng ngày thức dậy, thân thể chúng ta nó mệt, bệnh nó phát sinh phải đi bác sĩ, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó bệnh ở trong lục phủ ngũ tạng nó khác. Còn khi mà chúng ta gặp cái thời tiết ở bên ngoài nắng quá hay là mưa, thì chúng ta phải tìm cách chúng ta tránh né, tránh nắng, tránh mưa, tránh sương. Chứ còn mà chúng ta vẫn lao mình ra ngoài nắng, ngoài mưa, ngoài sương thì chúng ta bệnh, cái đó chúng ta đừng đổ thừa, đó là do nghiệp. Cho nên đối với Phật Pháp thì cách suy nghĩ này nó không có phù hợp. Cách suy nghĩ như câu trên, tức là nếu có thì không là quả, nếu có quả thì không thể tránh khỏi. Thì thưa quý vị, câu đó nó chỉ trúng một phần nào đó thôi, chứ nó không phải được, không phải là toàn diện. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị qua đường số 1 Thượng Tọa Giá Đánh Vừa Nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Sao thúc cái trường Thượng Tọa Thượng Sư, mà Thượng Tọa Thượng Sư hôm nay chúng ta nói về các lậu hoặc do tránh né đoạn trừ. Nhưng mà bây giờ chúng ta ở một góc cạnh khác, là người ta khuyên cuộc sống, ở trong cuộc sống đặc biệt là những người trẻ nên có tinh thần mạo hiểm. Ví dụ như một người qua Mỹ mà sợ lái xe, sợ hoài giờ lái xe xa lộ được hết. Hay là hồi nhỏ mình thuyết trình trước đám đông mà mình cứ sợ hoài, không dám thuyết, mình né hoài, mình né hoài, mình không nói chuyện trước đám đông được. Mình phải can đảm đi. Thì bản thân từ xưa ở trong Phật Pháp đó, có đoạn nào và có cái bài kinh nào nói về cái sự khuyến khích tinh thần dám dấn thân, dám mạo hiểm không? Ví dụ Đức Phật Ngài từ một vị sống trong cung vàng địa ngục, người bỏ đi vào trùng rừng sâu chẳng hạn, đó cũng là một sự mạo hiểm. Nhưng mà có chỗ nào mà trong kinh nói rõ về cái tinh thần mạo hiểm không? Và tinh thần có được khuyến khích, xin thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư quan hệ trở lại.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái vấn đề này tất nhiên là có, trước mắt là chúng ta thấy là ở đây Đức Phật này dạy là có những lòng hoặc phần phải được đoạn trừ do kham nhẫn, chúng ta phải biết chịu đựng. Hay là ở trong cái bài kinh khu rừng chúng ta nói khi nãy, ở một nơi mà thiếu thốn về vật chất, nhu cầu khó tìm y phục, khó tìm vật thực, khó tìm sàn tọa, khó tìm thuốc trị bệnh, chỗ đó cũng nên ở lại nếu chỗ đó ở lại mà các lục hoặc chưa được độ trừ, được độ trừ, tâm chưa định tĩnh, được định tĩnh, chỗ đó là cái chỗ tu tập dễ dàng, phát triển thiện pháp dễ thì nên ở lại. Thì như vậy đó, mặc dù không nói rõ nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái này không phải là mạo hiểm, là phải biết dấn thân. Chúng ta phải biết dấn thân mà ở những trường hợp đó. Cũng như trường hợp khi nãy mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, nếu một người họ sợ cầm tay lái, thấy xe cộ chạy qua chạy lại, họ sợ không dám chạy được bao giờ, họ là tài xế, được một người lái xe dụng phải can đảm, một người nhút nhát sợ nước, sợ uống nước, sợ ngập nước, thì người đó không bao giờ biết lộ. Có những trường hợp là chúng ta phải mạnh dạn, chúng tôi không gọi là mạo hiểm mà chúng ta gọi là mạnh dạn. Nếu mạnh dạn, một người có cái sự mạnh dạn đó, thì người đó có thể thành tựu được những cái cần được thành tựu, chứng đắc những cái cần được chứng đắc. Ở trong Phật pháp, Đức Phật này có dạy những cái pháp là tinh tấn, như là nhẫn nại, nghị lực, thi trí. Tinh tấn là Vayama hay là kham nhẫn, gọi là kham trí. Ngài dạy cho những cái pháp đó như vậy cũng có nghĩa là Ngài dạy cho ta gặp những trường hợp đó, những hoàn cảnh đó là chúng ta phải mạnh dạn. Chứ nếu mà không có mạnh dạn thì chúng ta sẽ bị thối thất. Chưa chi cả mà gặp là chúng ta đã nản lòng bỏ cuộc, hay là chúng ta thiếu cái sự kham nhẫn, thiếu sự tinh tấn, và chúng ta thiếu nghị lực thì bao giờ chúng ta thành công được.
Một người họ sợ đi vào rừng hành thiền, không dám đi vào rừng, không dám đến bãi tha ma sợ. Thì như vậy làm sao mà hành cái pháp, hành xong pháp phải mạnh dạn lên. Như vậy thì trong trường hợp này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng trong kinh điển Phật này cũng có dạy chúng ta những để tạo cái chúng ta phải mạnh dạn nội tâm để chúng ta lớn mạnh. Ngày xưa có vị tỳ kheo đó nghe các vị tỳ kheo khác đồn đãi nói rằng ở tại cái ngôi làng kia có một bà tín nữ gọi là Matudama. Bà tín nữ này đã có xây dựng một cái ngôi chùa và bà thường hay thỉnh các vị tỳ kheo khi mà đi du phương đến cái xứ đó, đi vào cái ngôi làng nhập hạ an cư ở trong cái ngôi chùa của bà xây dựng. Bà hình như là biết được tâm của các vị tỳ kheo đó. Cho nên bà cung cấp những cái thực phẩm thích hợp khi mà các vị tỳ kheo muốn cần nước uống thì bà cúng dường, cần thức ăn gì để thích hợp bà cúng dường, nhờ thích hợp cũng để cho nên các sáu vị chục vị tỳ kheo đó ra hại chứng quả A La Hán nhờ có cái sự thích hợp về tu sĩ và Phật thầy. Vị tỳ kheo mới xin Đức Phật cho đi đến cái ngôi làng đó để xem hư thực thế nào. Vị tỳ kheo đến đó âm thầm đi vào trong chùa. Vị tỳ kheo ngồi suy nghĩ rằng ta ở sao mới đến, các nước có nếu bà tín nữ đó bà biết có ta đến đây thì hãy đem nước đến cho ta uống về khác. Thì tức khắc lát sau thì có người nhà của bà tín nữ mang nước đến dừng. Rồi vị tỳ kheo có suy nghĩ rằng ta muốn lưu lại ở đây cái trú xứ này để mà hành thiền, nhưng mà bây giờ liêu cốc bụi bặm bóng đầy, nếu bà tín nữ đó mà hiểu được tâm ý của ta thì hãy cho người đến dọn dẹp trú xứ. Tức khắc là có người nhà đến để dọn dẹp cái trú xứ. Vì tỳ kheo khởi lên tư tưởng nào suy nghĩ cái gì muốn cái gì thì cũng được, cho nên bị được, mặc dù được đáp ứng như vậy nhưng vị tỳ kheo sợ quá, nghĩ rằng không xong rồi, nếu ta ở đây mà khởi lên một cái tư tưởng dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy đó, thì bị bà tín nữ này bảo biết được thì là người ta bắt quả tang một kẻ trộm gì. Cho nên vị tỳ kheo đã không dám ở, bỏ đi, đi về để lễ Đức Phật. Đức Phật là hỏi sao ngươi không ở đó. Bà Thế Tôn, sự thật là như vậy, ở đó có bà tín nữ, bà hiểu được tâm của con khởi được ý muốn như thế nào thì bà cho người đáp ứng như vậy. Cho nên con sợ. Đức Phật làm bảo là ngươi hãy đi đến đó, hãy nhân cái sự kiện đó ngươi cố gắng làm sao mà chánh niệm tỉnh giác luôn luôn. Thu thúc cái tâm ngươi lại, chế ngự cái tâm ngươi lại, kiểm soát cái tâm lại. Thì vị tỳ kheo đảnh lễ Đức Phật nghe lời đi đến đó. Và vì có cái sự kiện này mà vị tỳ kheo đó
cứ tối ngày giờ đi khất thực cũng ráng giữ tâm mở đó, ráng giữ tâm từng giờ từng phút, không để lúc nào mà bất thiện sinh khởi. Giờ vậy rồi vị tỳ kheo đó lại thuần thục và chẳng bao lâu chứng A La Hán quả, gọi là hát tác. Vị tỳ kheo hát tác chính tác được mệnh danh như vậy bởi vì vị tỳ kheo này là người phòng hộ tâm chính tâm của tác, chính tâm của tác. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng là ở ngoài người ta nói là tinh thần mạo hiểm, thì trong Phật pháp thì không, Đức Phật là không có khuyến khích là phải mạo hiểm, nhưng mà Ngài khuyến khích là phải mạnh dạn, nhưng không phải là mạnh dạn làm anh hùng rơm được, mà Ngài có trang bị cho đệ tử những cái thế giới để phòng thân, như là chánh niệm, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại và nghị lực, người trang bị cho những kiến thức đó. Thì bây giờ mình cứ là gặp cái hoàn cảnh tu hành ở đâu, gặp cái sự khó khăn như thế nào, nhưng mà mình dùng những cái khí giới thiện pháp đó để mình giữ được cái tâm vậy là tốt. Cho nên để trả lời câu hỏi thảo luận số 2 của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một vài điều hơi mất thời gian quý vị chút xíu, nhưng mà cái đó nó có nhiều cái lợi lạc cho quý vị. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trời thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu đi nghỉ. Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang có mặt trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 1. Thượng Tọa Tuệ Quyền, chúng ta thấy ở trong nhiều đoạn kinh đó, thì Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên xa người ác, gần người lành. Và là ngày xưa rất là dễ dàng để làm điều này, tại vì người sống ở trong rừng hay là mình sống ở trong những cái tỉnh xá, mình tương đối rất là không có bị ràng buộc gì nhiều, mình đến thì đến, đi thì đi. Thành ra đi đến đi thì nó dễ. Bây giờ đó mà có nhiều điều kiện là ngay cả cái chỗ đó mình thấy không thích hợp, nhưng mà muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ. Là vấn đề giấy tờ về điều kiện này, về trách nhiệm kia. Thì nếu mà phải ở gần người ác thì chúng ta nên làm gì? Ở trong trường hợp mà thí dụ như mình không có sự lựa chọn, hay là mình không có khả năng để mình thay đổi chỗ ở, thì mình nên làm gì khi mình ở gần người ác? Xin kính thưa Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bổn Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá Thưa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật tính được nguyên thông cùng chư tăng. Nó đang hiện thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bảo quả thật thì trên cái tinh thần văn thì chúng ta thấy đây là ngôi nhà trống, nơi kia là khu rừng nọ, thì cái chuyện của thời xưa nó rất là bình thường. Và ngay từ những nơi chẳng hạn như các nước quốc giáo, nếu chúng ta chuyên tu thì điều này nó không là một vấn đề. Nhưng ngược lại, cái không được những cái nơi trú xứ thuận tiện đó, mà chúng ta sống ở trong một ngôi chùa, sống ở trong một thiền viện, sống trong một trú xứ tịnh xá, hay là nói chung tất cả những cái nơi chúng ta lưu trú để tu tập đó, mà đó là người không có chuyên tu, thì đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu. Thế thì chúng ta tránh về hai thứ, một là tránh về cái đồng sự, đồng tâm, đồng ý với họ. Hay chúng ta ở đây có nghĩa là chúng ta
không giao du ở trong chùa, nhưng chúng ta không giao du, mà chúng ta không giao du ở đây, thì chúng ta cũng phải hiểu một điều, tức là chúng ta không có cùng một ý chí với chính họ. Chứ nếu chúng ta không nói, không sinh hoạt với chính người ta oan trái, thì đây cũng là một điều sai. Tại sao chúng ta phải gây một cái oan trái với người? Có nghĩa chúng ta bằng mặt nhưng không có bằng lòng, thì chuyện đó chúng ta cất trong lòng. Không bằng lòng thì thôi cất trong lòng. Bởi vì chúng ta muốn được yên vui, chúng ta muốn được an ổn ở hiện kiếp này cũng như ở tương lai. Bởi vì chúng ta không thể tránh né được, không thể lựa chọn được, thì chúng ta biết cách chấp nhận, biết cách sống. Cũng như cả một cái quần thảo là ô hợp, nhưng chúng ta biết sống một cách, tức là chúng ta biết tách, khu biệt ra. Chứ không như, không phải là người ta làm cái gì mình làm cái đó. Có nhiều khi chúng ta cũng phải biết tự giữ mình. Thì đây cũng là một cái điều mà nếu chúng ta sống ở trong người xấu, ở trong những người xấu, những người ác, những người không chuyên tu, thì chúng ta thật sự phải hết sức khéo léo và hết sức tỉnh táo để chúng ta không bị cuốn theo, không bị dao động hay không bị phiền não. Thì đây chính là một cái kỹ năng của tất cả mọi người, chứ không phải là chúng ta cho là chúng ta hay không có được quý vị. Ngay cả chính chúng ta là một vị có đi gặp những tình huống như vậy, thì chúng ta cũng phải biết cách nghe. Hay chúng ta đang sống mà chúng ta bị một cái ở đối với cái bề trên, các vị lớn thì nó không có, là những người xấu vân vân, thì cái đó chúng ta phải biết có kỹ năng sống, biết chuyển hóa, tránh né một cách đúng đắn. Cho nên ở đây là cái người khéo sống, kỹ năng sống, cái người khéo sống, cái người biết sống, để chúng ta được an vui. Thì sống đó là như thế nào, cái khéo sống nó như thế nào? Ở đây ví dụ người ta, nếu như người ta làm cái điều mà nó có lợi ích chung thì chúng ta nên làm, cũng đồng làm hay là đồng xu hướng. Còn nếu như người ta làm xu hướng cái việc mà nó mang tính không đúng pháp luật, thì chúng ta không phối hợp, thì chúng ta bị một lý do gì đó để chúng ta không tham dự, không cùng đồng vân vân, thì đó chính là một cái khéo léo của tất cả. Để chết thứ nhất là không có gây đau khổ cho mình và không có gây oan trái với người. Có một số người sống rất là lạ, tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là hay, mà đi ngược lại với cái tinh thần đại chúng thì cũng chưa chắc là tốt. Ở đây không nói là đại chúng là phần xấu, nhưng nếu chúng tôi nói đại chúng nó một cách chung, cả nhiều khi tự mãn quá đáng, nhiều khi tự cho mình là cao thượng, mà một cách tức là mình sống như vậy có nghĩa rằng là cao thượng, còn người khác là thấp hèn hay người khác không đúng pháp phục chết. Cho nên vì vậy sống ở trong cái đoàn thể, trong cái hội chúng, cần phải có một cái ý niệm, một cái sự khéo léo, một cái sự khoa học đúng pháp. Nếu như hội chúng đó một cách căn bản, chúng tôi nói một cách căn bản, thì chúng ta phải biết tôn trọng hội chúng. Thì trong hội chúng đó, nơi nào cũng vậy, có kẻ xấu, người tốt, thì chúng ta cũng phải là chúng ta thân thuộc một cách rất là tốt đẹp với hội chúng tốt, và chúng ta cách xa và chúng ta khinh miệt đối với cái hội chúng xấu. Chúng ta thể hiện như vậy đúng với tinh thần tiến tu. Và chúng ta nên khéo léo, nên khuyến tu họ, hay nên là chứng minh cho họ biết cái điều của họ là cái điều không tốt đẹp và không gây cái oan trái với chính các vị đó, vân vân. Thì như vậy nó mang đến cái điều tốt. Chứ còn bây giờ mình tránh người xấu, mình sống trong chùa, sống trong cái hội chúng, bởi vì chúng ta không có chỗ lựa chọn, bởi vì chúng ta
à, chúng ta chống bán chỗ này, chống bán chỗ kia, tự là như thế này, tự cho mình là như thế nọ, thì cũng không đúng. Sống như thế đó thì tự chúng ta đã tự hại mình, và chúng ta tạo một cái quan trái cho chính người, và như vậy nó làm đi một cái sự đã không tốt đẹp lại càng nguy hại hơn, lại càng đi đến một đường tức là không thể cứu chữa, không thể là tốt đẹp hơn nữa. Cho nên phải nói rằng ở trong cái cuộc sống tu tập là một hình thái mà hết sức tích cực, chứ không phải quý vị biết là nhắm mắt gõ mõ tụng kinh hay sống qua đời chờ qua ngày như vậy, mà nó là một cái trạng thái tích cực chứ không phải là trạng thái tiêu cực. Đối với các vị có cái tâm hiếu tu thì quá tốt đẹp, nhưng ngược lại những người không có tâm hiếu tu rất là mệt mỏi, hay những người xà mượn chiếc áo nhà tu vân vân, thì chúng ta phải biết rằng đó chính là những xấu, mà xấu là chúng ta phải biết cách lựa chọn một cái đục đẽo như thế nào đó mà để cho cái hồi chúng, để cho cuộc sống của mình và cuộc sống của những người xung quanh được yên vui, được tốt đẹp. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái ý của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Để Đức Pháp Tính, để Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu mình nghe được tính thỉnh, để Đức Pháp Tính hồng thị trả lời cho cô thơ lục số 4. Một lần nữa sẽ được hỏi tính có nghe được không? Để Đức Minh Thông, để Đức Minh Thông có thể trả lời cho cô thơ lục số 4 không? Dạ. Để Đức Minh Thông, chúng ta thường nghe nói đến can đảm là bất chấp hiểm nguy, và chúng ta cũng nghe đến có những người điếc không sợ súng. Hai cái đó nó khác biệt như thế nào? Nếu một người can đảm bất chấp nguy hiểm và một người điếc không sợ súng, nó có giống nhau không? Và hay là khác, và nó khác như thế nào? Kính thỉnh Đại Đức Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lệnh Sư Phụ thảo luận câu sau. Câu thảo luận súng hỏi rằng thái độ điếc không sợ súng và lòng can đảm khác nhau thế nào? Kính thưa Sư Phụ, là cái sự mà thái độ điếc không sợ súng á, thì trong đó là người ta nói rằng một cái ẩn dụ cho cái người này là ngu si, không có biết cái sự nguy hiểm. Còn ngược lại là cái lòng can đảm là một người này có cái gan dạ đi vào cái chỗ nguy hiểm và đo lường được cái percentage, cái phần trăm của cái sự mà sống còn của mình đi vào cái việc sự nguy hiểm này. Đương nhiên là nó có nguy hiểm, nhưng mà anh ta ảnh không có nhát, không có sợ, thì cái đó gọi là lòng can đảm. Cái người mà có lòng can đảm á, thì nó có một cái sự tham dự của trí huệ rồi đắn đo cái sự mà nguy hiểm nó như thế nào, và mình sẽ dùng cái phương pháp cách nào để mà thoát ra, để thành công trong cái mission đó. Thì cái đó thì gọi là cái sẽ lòng can đảm, có nghĩa là có cái courage, cái sự can đảm mình làm một cái, mà trong cái việc đó là mình đo lường cái phần trăm nguy hiểm và cái khả năng của mình để mình thoát. Thì cái đó thì là một cái sự hành động, cái điếc không sợ súng, tức là không có biết cái điều đó quan trọng như thế nào, thì người đó cũng có thể survive được, có thể sống còn được. Nhưng mà bởi vì cái người đó không có cái trí tuệ, không có đo lường cái tầm nặng nhẹ của công việc đó, tức là cái độ nguy hiểm như thế nào và cái khả năng của họ như thế nào, thì đó là cái sự khác biệt căn bản.
của cái điếc không sợ súng và cái lòng can đảm để hành động, để hoàn tất một công việc có khó khăn và có nguy hiểm, nhưng mà người hành giả đó đo lường được cái sự nguy hiểm như thế nào và mình làm thế nào để thoát ra cái nguy hiểm đó. Thì thưa sư phụ, đó là cái lý giải của con. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thú cái trường Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Phước Kính, Đại Đức Tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Tính nghe được, xin Đại Đức Tính hoặc thì trả lời cho cô thảo luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi Đại Đức Phước Kính có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có thể trở lại không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa Tuệ Quyền trở lại. Thì tôi thưa quyền, ở đây chúng ta thấy trong bài kinh này dạy chúng ta nên tránh né đối với những chỗ nguy hiểm, đối với những người ác xấu và đối với những nơi chúng không thích hợp. Thì khi đó nên né tránh một người mà luôn luôn là cố gắng không phải đối mặt với những điều khó đối mặt, nhưng mà rồi chúng ta cũng ca ngợi cái tinh thần thích nghi. Thì cái tinh thần thích nghi nó có đi ngược lại với cái tinh thần né, cái thái độ né tránh mà đề cập đến trong bài kinh này hay không? Kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền mong nghị giải thích. Nam mô Bổn Thầy, với Nam mô Tham Ma, với Nam mô Sanh Khai, với kính lễ đến chư tăng, kính chào toàn thể quý vị. Tại vì kính bạch thượng tọa, nếu tinh thần thích nghi mà có đi ngược lại cái né tránh trong bài kinh hôm nay không, thì cái né tránh chúng ta phải nhớ cái né tránh để không cho cái phiền não nó khởi sanh, và cái thích nghi để cho được thân và tâm của mình nó yên vui, nó tốt đẹp, thích nghi với hoàn cảnh sống, với môi trường sống, và nghi với cái hội chúng sống đó, vân vân. Thì nếu như hội chúng này nó mà tính căn bản tốt đẹp, chúng tôi nói chỉ căn bản tốt đẹp, thì chúng ta nên thích nghi. Còn nếu như hội chúng này nó quá là ác xấu thì chúng ta nên tránh né và không có tinh thần thích nghi. Vì vậy cho nên cái chữ thích nghi ở đây thì nó rất là lớn và rất là đa dạng. Thích nghi môi trường, cái môi trường đó nếu như mà tâm của chúng ta được tốt đẹp, cái vật thực được căn bản của cái tâm nó có được tốt đẹp, thì chúng ta ở dầu cho những người xung quanh chúng ta hay là những người gần kề chúng ta họ ác. Bởi vì phải nói rằng đường sinh tử thì hồn ai nó giữ, ông tu đắc bà tu bà đắc. Mình tu mình cứ biết mình tu đi, đừng có nhìn, đừng có ngó, đừng có nói người ta là chúng ta sẽ được an vui. Thì đó là có sự thích nghi với cái hoàn cảnh, nhưng ở người đó, những người xung quanh ta lại là không là những người tốt đẹp, thì chúng ta đọc cái sự tránh né bằng cách tức là cái thích nghi ở ngay cái môi trường sống đó, cái sinh hoạt sống đó, nhưng chúng ta lại có cái tâm tiến tu được. Như là những người mà chúng ta gặp, những người mà chúng ta thấy là những người không tốt, thì cái đó do tâm của chúng ta thôi. Cái tâm của chúng ta vững thì chúng ta bước tiếp, và cái chuyện làm đúng làm sai là chuyện chính của họ, mình cứ tiến tu. Và như thế thì cũng làm đúng cái lời dạy của Phật thôi. Mình tránh né tức là tránh trên cái đồng sự với chính họ, hay là đồng kiến với chính họ, hay là đồng làm với chính họ, thì chúng ta không đồng làm. Chúng ta lo chúng ta tu, họ làm gì kệ họ. Đã như đã nói là đường sinh tử hồn ai nó giữ, ông tu bà ông ta đắc bà tu bà đắc mà. Thì cho nên họ không có cái tâm mà chuyên tu, không có tâm chuyên cần, thì là chuyện của họ, cái nghiệp quả nhân duyên của chính họ. Chúng ta không thể thay đổi họ. Thì thứ nhất là chúng ta thay đổi mình để thích nghi.
chúng ta không thể thay đổi họ thì chúng ta thay đổi mình để thích nghi sống tốt đẹp. Đây là giá trị sự thật nếu chúng ta hiểu biết. Cứ làm cái việc này, cứ làm cái việc kia, mình cứ khi thường xem thường người ta hay hoặc là né người ta như là nó tránh coi như là tránh cùi tránh húi, tránh cái thú dữ vân vân, thì tự chúng ta chẳng những chúng ta đã tạo cho mình cái sự bất ổn, tạo cho mình không có sự không được an vui, và tạo cho người một cái trái ngang của chính mình. Đây cũng là một tinh thần không có đúng đắn trên cái giá trị tu tập của một người đệ tử. Xin nhắc lại, khi chúng ta không thể khuyên nhủ hoặc là chia sẻ với chính họ để được tốt đẹp, thì chúng ta hãy tự quay về với chính mình để làm sao mình giải quyết chuyện mình. Mình không thể thay đổi được họ thì mình thay đổi với cái tâm của chính mình để mình thích nghi. Đây là một cái câu nói mà cũng là cái ý niệm tu đó nhá. Ý niệm tu nó là như vậy. Cho nên vì vậy sự tu tập nó là một vấn đề mà đặc biệt mà tất cả chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết như vậy. Kính bạch thượng tọa, có thể được trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì kính bạch thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú kính trình thưa đoàn thượng quyền, thưa quý Phật tử, dù rằng đời sống cư sĩ hay đời sống xuất gia thì chúng ta đều có một cái thái độ sống là đi tìm đến một cái bến bờ bình an. Và trong thế giới bình an đó, chúng ta có thể cảm thấy thoải mái hoàn toàn. Nhưng mà cuộc sống ở trên thực tế thì nó lại khác đi. Cuộc sống thực tế là chúng ta không có một cái nơi nào gọi là vườn địa đàng hay là cõi bình an mãi mãi, mà cuộc sống nó là một hành trình. Mỗi ngày trôi qua là mỗi tiên, mỗi một hoàn cảnh mà chúng ta đối diện thì nó là một bước, một chặng của cuộc hành trình. Vì vậy, tất cả những bậc trưởng lão, những vị thiền sư, những bậc tôn túc mà hướng dẫn về đời sống tu tập đó, thì các vị đều nhắc rằng ở mọi cái trường học này, nó đều là những, và trên mỗi bước chân đó chúng ta phải học, chúng ta phải vận dụng cái kiến thức của Phật Pháp, vận dụng kinh nghiệm cá nhân để thử xem ở trong hoàn cảnh đó chúng ta vượt qua như thế nào. Chúng tôi nhận thấy khi mà đọc tiểu sử của các bậc danh tăng ấy, thì có sự khác biệt hơn là đa số những cái vị xuất gia còn lại. Có nhiều vị xuất gia vào trong chùa đó, chỉ mong rằng mình sớm được chấp nhận vào chùa, mình sớm tìm được một vị thầy mà mình thể gửi thân nương tựa được, mình sống tìm được một cái bối cảnh sống mà mình cảm thấy rằng an tâm hoàn toàn. Nhưng mà thưa quý vị, đi tìm những thứ đó thường làm cho chúng ta thất vọng, bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như một bài thơ, mà thật ra cuộc sống có nhiều cái thử thách, có những cơ hội tốt và có những cái hiểm họa chờ đợi, có những hoàn cảnh mà chúng ta nên hòa bình, và có những cái nếp sống mà chúng ta phải trỗi dậy và sống khác đi. Thì đặc biệt ở trong bài kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc đó, chúng ta còn hai pháp nữa trước khi kết thúc,
chúng ta thấy rằng Đức Phật giảng bài kinh này qua cái góc nhìn nội tại. Khi nói đến lậu hoặc là chúng ta nói đến những cái phiền não nội tại. Và riêng về phiền não không đó, thì mình phải có pháp tiến thủ. Có những cái lậu hoặc do hiểu biết đoạn trừ, có những lậu hoặc do thọ dụng đoạn trừ, có những lậu hoặc là do tham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc tính né đoạn trừ, vân vân. Khi mà mình đọc những đoạn kinh này thì mình thấy rằng cuộc sống nó đòi hỏi chúng ta có nhiều cái kỹ năng. Và những kỹ năng này đó, nó giúp cho chúng ta ở nhiều trường hợp khác nhau. Chúng tôi nhớ rằng ở tại Mỹ đó, có rất là nhiều người lái xe mà họ rất là sợ đậu xe vào cái chuyện gọi là cặp lề, mà chúng ta thường bên Mỹ gọi là đậu parallel. Đậu parallel tức là thay vì mình có chỗ đậu xe mình lái vào thì không, ở đây mình phải làm sao cái lề đường nó như vậy mình đậu mà nó không quá xa, không quá gần. Và đôi khi cái chỗ mà mình lui xe vào hay là mình đem xe vào đậu cặp với bờ lề đó, cái chỗ lớn hơn chiếc xe mình một chút hơn. Và có nhiều người từ chối không bao giờ học điều đó. Hãy đậu parallel là bỏ đi. Hãy đậu parallel đó là nhờ người khác đậu dùm cho mình chứ mình không đậu. Mà thưa quý vị, còn có một chuyện nữa. Chúng tôi biết là có một cô Phật tử đó, cô rất là sợ da xe. Mỗi lần mà cô da xe cô sợ lắm. Gần cô chạy chứ chạy tới thôi. Mà da xe là phải kêu con, kêu chồng ra để làm cái chuyện đó. Nhưng mà thưa quý vị, thật tình mà nói đó, mình lái xe không phải lúc nào mà cũng đạp ga chạy tới. Mà có lúc mình phải biết dê xe, phải biết lui xe. Mình chạy xe không phải lúc nào cũng có cái chỗ đậu xe bãi rộng rãi, dễ đậu. Mà có những lúc đậu nó khó khăn. Vấn đề là chúng ta xem tất cả đều là những cái kỹ năng cần thiết. Những kỹ năng này giúp cho chúng ta đối diện, giúp cho chúng ta vượt qua, giúp cho chúng ta thích nghi, và còn giúp cho chúng ta tránh được những cái phiền lụy. Và cái tránh nó cũng là một ở trong những cái ở trong những cái phương pháp đó. Bởi vì chúng ta thường nghe cách nói gọi là phiến diện, cách nói một chiều. Cách nói phiến diện là mình có can đảm thì cái gì cũng phải đối diện, không phải như vậy. Lúc cần đối diện mà đối diện đó là hèn nhát, nhưng mà lúc cần tránh né mà không tránh né đó là dại dột. Chứ không phải lúc nào cũng tránh né, lúc nào cũng đối diện và lúc nào cũng chịu đựng, không phải vậy. Mà ở trong nhiều trường hợp khác nhau. Và khi mà chúng ta nói chuyện đó, không phải là chúng ta nói chuyện cơm ăn áo mặc mỗi ngày, chúng ta không nói chuyện sinh kế, chúng ta không nói chuyện giao thiệp xã hội, mà chúng ta nói tu tập bản thân đối với phiền não của chính mình. Ở đây chúng ta nói đặc biệt đến lậu hoặc là cái thứ phiền não mà có thể truyền nhiễm, có thể lây lan được. Thì thưa quý vị, sống với chính mình là một nghệ thuật, mà đối đầu với phiền não cũng là một nghệ thuật, đòi hỏi chúng ta rất là nhiều. Nên chi trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc hay là kinh Nhất Thiết Lậu, chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ có thời giờ kiên nhẫn đi qua từng phần một. Chúng tôi hiểu rằng đôi khi qua những bài kinh thì mình thấy cái gì dễ hiểu quá thì mình học cho nhanh, học cho mau. Nhưng mà thật ra thì nghiền ngẫm mỗi một chi pháp, nghiền ngẫm mỗi một cái phương thức để diệt trừ lậu hoặc thì chẳng những cho chúng ta hiểu những cái kỹ năng mà mình cần thiết, mà qua đó chúng ta còn hiểu được cái bản chất của phiền não. Bản chất phiền não, cái phiền não lậu hoặc đang ở trong nhiều điều kiện khác nhau. Cũng như bệnh á, không phải lúc nào cũng chỉ có một thứ bệnh thôi. Và cũng phải là bệnh nào cũng chỉ có một thứ thuốc thôi. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ nghe ông ngoại có một cái anh đó, anh đi học thuốc mà anh hơi tối dạ, thành ra ông thầy cũng chỉ dạy có một cái phương thuốc là uống xuyên tâm liên. Và ai đến mình á thì anh cũng kê cái coi là uống siêu tâm liên đó. Nhưng mà giờ anh có cái tay phục dược
ở trong thuốc có nhiều khi họ nói người người bác như mình trồng cái cây mà có green thơm vậy đó, bác tay. Thành ra mặc dù chỉ cho cái thuốc xuyên tâm liên thì đâu là mình uống hết, bởi vì ảnh nổi tiếng hơn cả ông thầy nữa. Thì có một ngày đó ông thầy ông lại bị một cái bệnh là khi băng thịt vịt đó thì có cái xương vịt đó, nó xương nhỏ thì nó cắm vào trong cổ. Và ông là thầy thuốc nam, mặc dù lâu năm nhưng mà ông không có cách, bởi vì biết cái chuyện đó chỉ có giải phẫu thôi chứ thật ra nó bị kẹt bị mà thịt về cái xương vịt nó độc lắm, nó là mủ. Và bao nhiêu học trò giỏi đó về cũng bó tay, và chính ông thầy cũng bó tay, mà thì học trò giỏi cũng bó tay. Thì cái học trò mà tối dạ nhất á, tối dạ nhiều mảnh đề là thăm ông thầy, chỉ thăm ông thầy thôi. Và khi ông thầy ông gặp anh này á, thì ông cũng biết nói sao, ông nói rằng thầy cả đời là thầy thuốc cứu rất là nhiều người, mà bây giờ bị bệnh này là thiệt là không có phương thuốc nào để chữa, thiệt là xấu hổ quá. Nhưng mà thầy nghe nói con mát tay chứ con có biết cách trị nào mà có thể may mắn được không. Thì cái anh này ảnh nghe nói về đó, thưa thầy, thầy cũng biết đó là con học không có nhiều, nếu mà thầy hỏi cái thuốc để trị bệnh thì con chỉ là xuyên tâm liên con lấy cho thầy ngay cho thầy thôi. Lại ra thưa quý vị, ông thầy mới nghe anh dạy nhắc đến cái thuốc xuyên tâm liên, ông thầy nghe về ông thầy bật cười rồi sặc. Và trong lúc sặc á thì cái xương vịt nó lại văng ra ngoài. Nói rằng cái anh này đúng là mát tay thiệt. Mát tay thiệt tức là chưa trị mà đã có kết quả rồi. Thì tôi kể chuyện này nói như vậy là một người mà may mắn đến nỗi mà bệnh nào cũng chỉ chữa một thứ thuốc xuyên tâm liên đó, thì quả là cũng là chuyện may mắn á. Nghĩa là trong muôn một thứ gì, và trong muôn một tức là trong cả trăm ngàn người thì mới có một người như vậy. Đa số chúng ta phải có nhiều kỹ năng khác nhau. Vì vậy khi mà chúng ta học một kinh Nhất Thiết Bộ Phật đó, thì một phần nào đó cũng dạy chúng ta rằng phiền não đó, nó sanh khởi do nhiều cái căn nguyên và phải có nhiều cách để đối trị, và chúng ta phải học hỏi nhiều kỹ năng. Và cái kỹ năng nó cũng là kỹ năng. Nhiều khi chúng ta đừng coi thường tránh né, và đừng khi chúng ta nghĩ là tránh né là hàng nhát, nhưng mà biết né cái chuyện đáng né đó, nó là một cái thái độ rất quan trong cuộc sống. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma ở đây. Kính trên chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thụ lành thay. Dạ, con thưa mặt đại chúng trong vùng kính trước nội nhật đã đã kết thúc bài học hôm nay. Tri ân công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của chúng con, dẫn dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong năm lại an lạc trong đời và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn trời cho các phần hành trong học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tông đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện cả làm kết duyên, nguyện hồi chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Một bữa thai dạ. Sukatang katang ye sa ye ta ta sa ni no ati ye ya sa ta sa ni no katang bu nya pa lang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang katang su ri tang ye nang bu nya pa lang ma ya ye cha ta na na cha nan ti de va gan toa ni ve
Con xin hồi hướng phước lành làm giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ nhân hiện tiền ba ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hương thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba phải sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng.